Thưa quý vị, trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió tạm thời yếu đi, Bắc Bộ vẫn có nắng nhưng cường độ sẽ không quá gắt. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 34 đến 36 độ, cục bộ có nơi thấp hơn. Chiều tối và đêm nay vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh hơn, vì thế Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý. Trong khi miền Bắc diện nóng bắt đầu thu hẹp lại thì ở miền Trung nắng nóng lại có xu hướng gia tăng hơn. Dự báo trong ngày hôm nay cả Trung Bộ đều có nắng từ sớm, nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao từ 36 đến 38 độ. Trong đó phải kể đến các huyện vùng núi phía Tây dọc từ Nam Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao từ 38 đến 39 độ. Chỉ phần phía Nam của Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là những vùng chưa xảy ra nắng nóng, mức nhiệt ngày hôm nay ở đây từ 34 đến 35 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở các tỉnh miền Trung sẽ duy trì liên tục từ nay đến khoảng ngày 7 tháng 7. Ở phía Nam, dưới tác động của gió mùa Tây Nam, hôm nay ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có mưa rào và dông, nhưng thời gian mưa chủ yếu xảy ra về chiều và tối. Còn trong ngày, khoảng thời gian từ sáng cho đến 13-14 giờ chiều, cả hai khu vực vẫn có được trạng thái nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 32 đến 34 độ. Trên biển, hôm nay ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa sẽ có gió Tây Nam đến Nam mạnh ở mức cấp 5, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, tầm nhìn thoáng đãng. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 4 có lúc cấp 5, nhưng có mưa dông rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km.